mọi người, video ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với tựa game Block Food, nối tiếp với hai phần kiếm có sự sống và trá quỷ có sự sống. Và ngày hôm nay đặc biệt hơn đó chính là súng của chúng ta có sự sống. Mà không chỉ có mỗi một cây súng đó mà chúng ta còn phải đánh bại hết tất cả những cây súng có sự sống. Và đặc biệt nhất lại tiếp tục là cái thử thách là phải tiêu diệt toàn bộ boss từ C1 sang tới C3. Let's go, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi tìm cái súng đầu tiên để có thể tiêu diệt những con boss tiếp. Ui, hình như đây chính là cái món vũ khí súng đầu tiên mà mình có thể sở hữu được trong cái thử thách lần này các bạn à. Và chết, mình không có mang theo cái gì, giờ sao giết. Ê mày, chờ tao xíu. Quay mặt lại sau lưng đi. Nó khỏi quay. Đam hơi thấp nha các bạn. Let's go. Chó gì mới đấm vậy? Bây giờ chúng ta đã có mặt tại hòn đảo làng hải tặc. Ở đây chúng ta có một con boss đó chính là Buggy các bạn ạ. Cái ná này bắn nhanh nhưng mà hơi kỳ nha. Ui, tiêu diệt được rồi các bạn ơi. Let's go qua bên đảo giữa tiêu diệt anh A Long thôi nào. Ồ, tính ra là nếu mình gầm cái ná mình cứ sờ bam vậy thì con boss nó có thể chết luôn á. Nhưng mà bây giờ lượng đam gây ra là quá là bé luôn các bạn ạ. Mày. Let's go. Chúng ta đã tiêu diệt được con boss thứ 3 ở C1 mà các bạn à. Bây giờ chúng ta phải cần tìm những cái cây súng khác ngon hơn. Ồ, ngay đây rồi các bạn à. Ở đây chúng ta có một cây cây súng lục khá là ngon rồi. Đây có hai cây mà. Một cây hả? Hai cây. Chờ xíu tao bắn. Tao bắn mày. Tớ mày đã nghe tao bắn mày. Thôi. Chờ tao xíu tao bỏ BB cái. Cho tao giết mày đi, làm ơn, còn tên của tao mà. Ê bây giờ bắn vậy biết tới chừng nào. Kệ đi, người xem càng lâu mình có nhiều tiền mình người ta không quảng cáo. Chấp nhận đi đứng yên. Thôi có cách này nè. Yes sir. Hiện tại thì bây giờ mình đã sở hữu cho mình một cây súng bắp cải rồi các bạn à. Ở đây thì chúng ta có hai skill. Hai skill này được mang tên là vô hiệu hóa và liên đạn. Wow, nghe tên là đã biết chất lượng các bạn à. Vô hiệu hóa. Liên đạn. Mày. Let's go, chúng ta sẽ qua con boss tiếp theo thôi nào. Và đây chính là con boss tiếp theo mình cần phải tiêu diệt các bạn à. Tính ra cây súng này khá là mạnh đấy chứ. Hồi nãy bắn con Yeti thì nó không gây nhiều đam. Let's go. Chúng ta đã tiêu diệt được. Chó vậy? Mày là cây súng cái gì vậy? Cho tao coi cái bụng mày coi. Cái này cái gì vậy mày? Dài vậy? Cái M14 á. Game này làm chó gì coi. Thì ra thằng cu hồi nãy là cây súng hỏa mai các bạn à. Ở cây này chúng ta có hai skill là đạn rồng và bow boletrelero. Ở đó dùng lên test đi rồi biết. Ok. Chó gì vậy? Ui. Michael Jackson. Lên đường ngay. Bây giờ chúng ta sẽ vác cây súng này đi kiếm chú săn nha các bạn. Bum. Bây giờ chúng ta sẽ tiêu diệt theo lần lượt, đó chính là con Warden trước, sau đó là mới tới con này nha các bạn. Mày né chiêu y gì. Ê bình tĩnh. Ê lốc xoáy. Thường thì ở những cái đảo này chúng ta sẽ có một con súng ngẫu nhiên. Canon. Ui, hồi nãy giờ mày đứng đâu vậy? Nãy giờ vẫn đứng đây mà. Né nè. Ủa, chưa chết hả? Bú cái gương. Làm gì cần? Từ từ, khoan. Thì khoan mà, tao có làm gì mày đâu. Giờ mình trả lời câu hỏi đi, tao sẽ tặng mày cái súng này. Để em biến thành con dáng gì anh cứ yêu em hả? Mẹ hả tao à? Hai triệu. Wow, chúng ta đã được một cây súng kíp đã cường hóa các bạn à, đã được sơn và tăng đam lên rồi. Ở đây chúng ta lại tiếp tục có hai kỹ năng, đó chính là vô hiệu hóa và liên đạn. Bây giờ chúng ta sẽ vào bắn cái con A Long chó này luôn các bạn ạ. À. Mày.
Bây giờ thì mình đã lên thiên đàng rồi các bạn à. Chúng ta phải cần tiêu diệt con boss này. Và con boss này hình như là nó sẽ rớt ra cho mình một cây cannon khá là ngon đấy. Nhưng mà cho dù con boss nó có rớt ra thì mình vẫn không thể nào mà xài được. Bởi vì mình cần phải tiêu diệt những con súng mà có sự sống thì mình mới có thể sở hữu được những cái cây súng đó nha các bạn. Và bây giờ mày nửa cây rồi các bạn à. Let's go, chúng ta sẽ tiêu diệt Ranky địch thúi rồi các bạn à. Mày, cuối cùng thì mình cũng đã tiêu diệt được Ranky rồi các bạn à. Thật sự là mình đã tốn khoảng tầm 15 phút và mình chết hơn 2 lần mới thể tiêu diệt được con chó đó. Cho mấy bạn đừng nên xài súng để đi giết boss nha các bạn. Mày, qua bên anh lò xo mấy bạn ơi. Kết thúc nó bằng một cái lốc xoáy rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ qua bên anh mù để có thể đánh anh mù nữa các bạn à. Đây đâu vậy? Chết mẹ lộn được. Rút ra vật phẩm gậy trọng lực các bạn à. Gậy này để dành cho mấy người mù á. Ơi, xuống đây, xuống đây. Chào cô bé của anh. Tao không chạy. Có lỗ là được rồi. Có lỗ là được hả? Cái lỗ này được không? Con lỗ nó giết chết mình luôn, nhưng mà mình giết chết rồi các bạn à. Mày hết kiếp rồi. Mày bình nè, ná cường hóa lên khá là nhiều điểm, thông thạo luôn. Ui, chúng ta đã có một khẩu súng mà phải nói cái lỗ nó to chà bá. Bây giờ với cái khẩu pháo này hả, một viên thôi là con nào cũng chết. Bam. Sao không có đam vậy ta? Let's go, chúng ta đã ra được chìa khóa thư viện luôn rồi các bạn à, nhưng mà mình mở rồi. Mày hả mày? Kết thúc bằng sóng alpha, let's go. Bây giờ chúng ta cần phải thay đổi cây súng để có thể qua bên C3 các bạn à. Với cái cây đại bác này bắn quá là chậm, mình cần một cái cây nào đó dài. Ô, dính rồi, dính bậy, bắn được con khỉ nha các bạn à. Bắn được con khỉ. Thầy, người đời ta dạ là không được đánh người vô tội, chỉ xử những kẻ phàm. Thầy ơi, nó nhỏ thầy nghe đây nè. Gì? Thầy mà muốn dạy người ta là người ta da trắng, còn thầy da đen. Thầy biến mẹ. Thầy đâu rồi? Thầy biến mẹ, thầy xuống nước rồi thầy ơi. Thầy đi về nước rồi thầy ơi. Đi xuống vậy. Thầy về Cali. Lâu lắm rồi mình không sử dụng cái cây súng acid dump này các bạn à. Bây giờ các bạn sẽ cùng mình cầm cái cây acid dump này tiêu diệt những con boss đầu tiên ở trong bên C3 nha. Đá cũ nè, mũ vi công. Cùng mẹ, cái gì đấy? Ổn không vậy? Are you good bro? Ui! Né nè, bắn nè, né. Ây da. Bơm độc này nha. Né hộn tao cái. Bầm. Phát súng. Chưa mấy bạn ơi. Phát súng đầu tiên. Rui phát. Ui ôi. Mày bãi não luôn. Chết rồi. Ba má mày đâu? Không phải. Mày tin. Không phải. Ba mẹ mày đâu? Không phải. Bậy. Không được. Mẹ mày béo. Mày. Let's go. Các bạn ơi, mình phát hiện ra có nguyên con thằng lằn ở trong lốc phui này các bạn. Thằng lằn này nó phơi nắng hay gì da đen thui à? Ê, thằng lằn cục tai. Cái đầu mày đâu rồi? Mày là con gì vậy? Tắc kè hả? Tắc kè. Ba mày đâu? Tao ba mày ở tắc kè. Má mày đâu? Ba má mày nói tắc kè. Ông nội bà nội mày đâu? Tao bà nội ngọn mày nè. Tưởng mày nói chuyện vậy hay hả? Tắc kè đâu? Ở tắc kè. Ăn cơm chưa? Tắc kè. Ôi mày bọc lại tay kìa. Bye.
bây giờ mình đã sở hữu được cây súng mạnh nhất và OP nhất trong cái tựa game Love Force này. Bây giờ các bạn sẽ theo chân mình vác cái cây sâu guitar này lên tiêu diệt Big Mom nha các bạn. Mày nè nó đâu mất tiêu rồi. Đây rồi, bà nữ hoàng bánh đây rồi. Nữ hoàng bánh kẹo. Let's go. Chúng ta tiêu diệt được Big Mom rồi các bạn à. Và cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ phút này. Cảm ơn các bạn.